Christine đi cái màu trước nha. Đó, cái màu của Christine là hôm nay là có sử dụng tới 4 màu nha. 4 màu, hai cái màu vàng nè. Và một cái màu vàng lợt nữa. Với một cái kim tuyến. Đây là cái 4 màu chính ha. Christine sử dụng trong hôm nay. Cái màu ra rất là dễ thương khi mà mình design một chút xíu vào nha. Đây Christine cho nó qua một góc ha để mọi người dễ thấy. Hi Alicia, hi Hiếu Tô nha, hi Kim Anh Nguyễn, hi Lan Hồ. Bây giờ là Christine sẽ đi cái màu trước. Đó, mình sẽ để primer vào nha. Hi Duy Vân, hi anh Kevin. Bây giờ ha là cái design ha. Mọi người ngắm thêm một lần nữa. Mình sẽ bắt đầu đi cái màu. Ok, hi Hiếu Tô, hi Sarah, thank you so much. Bây giờ là mình sẽ đi cái màu trước nha. Mình sẽ đi cái màu hồng, sau đó mình sẽ apply cái màu vàng lên. Mình sẽ đi ombre. Hi Soto, hi Nguyễn, chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, hi Andy Nguyễn. Hi Kippy Hải Hồ. Ờ, mình sẽ giữ một trong vòng 3 giây ha. Hi Lan Hồ. Mình sẽ giữ một chút xíu cho cái bột nó đứng lại. Sau đó mình sẽ làm cho cái phần mà mình làm ombre á, cái đường nối đây, mình sẽ làm cho nó thật là mỏng thôi. Sau đó mình sẽ từ từ rút xuống hai bên ha. Từ từ thôi. Đó, Christine lấy màu nó hơi nhiều một chút xíu. Khi mà làm cái ombre màu vàng với màu hồng á, là Christine sẽ sử dụng cái màu vàng nhiều hơn nha. Nhưng mà cái bước làm của mình nó cũng giống nhau. Lát nữa Christine sẽ làm cho mọi người thấy nha. Hi Phan Tony, hi Kippy, hi Lan Hồ nha, hi Phó Bảo, hi em Tiffany, về cho em. Đó, mình sẽ đi. Đó. Sau đó khi mà mình đi được như vậy, mình sẽ đi cái màu vàng làm ombre trước nha. Khi mà mình đi cái màu vàng á, Christine sẽ đi cho nó xuống một chút xíu. Đó, cho nó rộng một chút xíu nha. Mình sẽ clean hai bên ha. Vì cái design của Christine có vẻ đó, nên là hả nó hơi, cái màu nó hơi loang nhiều vàng á, thì nó sẽ đẹp hơn. Hi Toàn Nguyễn, hi Linh Anh Khôi nha, hi Angela Võ, chị khỏe nha, thank you. Sướng dậy hôm nay được nghỉ nha, chị phải đi làm nè. Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút xíu vào đây. À, vì cái design này là Christine sẽ cho nó tập trung nhiều chút màu vàng ha, nên là Christine sẽ lấy riêng một chút xíu màu vàng và đặt ngay chính giữa ha. Đặt ngay chính giữa đây. Hai lên chung. Đó, sau đó là Christine sẽ kéo xuống nè. Kéo xuống cái phần chính giữa, Christine sẽ cho cái phần chính giữa nó hơi vàng nhiều hơn. Thấy không? Đó, hai bên vẫn giữ cái màu hồng ha. Vì khi mà Christine để như vậy á, thì khi mà design á, thì nó sẽ đẹp hơn. Hi Chinda, hi Canwin. Đây ha, đây là cái mục đích mà Christine cho cái phần chính giữa của mình nó màu vàng nhiều hơn. Các bạn thấy cái màu nó ra nó đẹp không? Đây là cái mục đích khi mà Christine design xong á, mọi người thấy không? Hai bên nó hồng mà chính giữa nó màu vàng nha. Hi Rosa, hi Chinda, hi Canwin, hi Wendy, hi Daisy Nguyễn nha. Hi Kana. Ok, Christine sẽ cho nó qua bên này một chút xíu và mọi người sẽ thấy nó rõ hơn nha. Ok, move a little bit from here. Ok, cả nhà thấy nó đẹp không? Không phải, thấy nó rõ không? Ok, bây giờ là cái qua cái phần này ha. Christine sẽ cho nó màu vàng lợt thôi. Đó, mình sẽ apply cái màu vàng lợt và giữ trong vòng 3 giây nha. Hai anh Hà, hai Tú Nguyễn nha.
Sau đó mình sẽ đi từ từ ha. Cái này là một cái màu vàng ombre. À, màu vàng này á, nó hơi có màu trắng một chút xíu, nó lợt thôi. Ok. Đó, mình sẽ vuốt hai bên giống như cái kia ha. Giữ cho nó shape nè, mình sẽ làm pointy và rất là nhọn. Hi anh David Trần. Thank you cả nhà nha. Hôm nay là Christine Lai nó hơi nói chung cái giờ này ok ha. Cái giờ này Cali là 7 giờ rưỡi rồi. Sau đó là mình cũng đi cái màu vàng để mà làm cái ombre nha. Thank you Khana nha. Mình sẽ đi ombre vào đây. Mình sẽ clean cái phần bụng mà ra ngoài nha. Clean sạch cái cuticle của mình nè. Đó, cho nó tròn vào. Sau đó mình sẽ thêm một chút xíu nữa. Đó, bây giờ là mình có cái phần ombre này ha. Hi anh Hà, hi Sylvia nè. Hi Tony, hi Thiên Trúc. Thank you nha, thank you anh chị Yến và anh Hà nha. Hi Rosa, thank you. Hi Linh anh Khôi. Ờ đúng rồi, cái màu tươi ha. Cái màu này rất là tươi. Nên khi mà Christine lựa chọn cái design cho cái mẫu này á, thì là Christine muốn giảm cái màu cho nó đỡ tươi một chút xíu. Và Christine sử dụng cái màu đen nha. Đó, và ngón này Christine cũng làm cái ombre ha. Ombre màu hồng và vàng. Hai chú xì, hai chị An Trang, hai chị Michelle Nguyễn, hai quý ta, anh quý nha. Hai anh Kevin Lộ, hai vẫn chưa muộn, giờ này vẫn chưa muộn nha. Mới có 7 giờ rưỡi thôi. Lát nữa là Christine sẽ làm cái live work ha. Đây. Hai Hoa Kelly. Đó, và Christine đi cái màu vàng lên ha. Đây nè. À, mọi người thấy không? Khi mà Christine làm tự nhiên cái tay nó hơi mua một chút xíu ha. Đó, thank you cả nhà nha. Hello Hoa Kelly. Hai chị Loan Nguyễn. Khỏe không chị yêu? Đó, khi mà Christine đi cái ombre là bình thường nó là như vậy đúng không? Nhưng mà Christine nó muốn cho cái màu nó xuống thấp hơn á, nhưng mà ở phần chính giữa thôi. Là Christine sẽ lấy thêm một chút xíu màu vàng nha. Vì cái design này Christine muốn nó nhiều một chút xíu màu vàng ha. Ở Christine đặt ở dưới này ha. Sau đó sẽ kéo giống như ombre như vậy, sẽ kéo ngay cái phần chính giữa thôi. Đó, cho nó dài ra ha. Sau đó sẽ vuốt hai bên cho cái màu vàng nó bớt đi. Là cái ombre của Christine bây giờ nó dài xuống nè, không? Cái màu vàng á nó nhiều hơn nè. Đó, để lát nữa Christine design á. Hai chị Tiết Mai, thank you. Hai anh Đức Cao nha.
Hai ba. Ba khỏe không ba? Ok. Còn cái ngón này là cuisine sẽ đi một màu vàng thôi ha. Đó, mình giữ nó 3 giây nè. Đó, mình sẽ vuốt hai bên thôi ha. Và cho từ từ cái màu nó xuống. Hi Lisa. Hi chị Anh Trinh nha. Thank you chị Linda. Cái màu vàng này rất là đẹp ha. Màu vàng chanh. Cái màu này gọi là màu vàng chanh. Đây ha, màu rất là ngọt nè. Dạ, anh giờ này em còn hút nữa. Bây giờ là mình sẽ qua cái màu kim tuyến này ha. Kim tuyến này khi mà mình nó có 20 màu trong chanel nha. Đó, mình sẽ đắp một lớp thật là mỏng thôi. Nó sẽ ra cái màu này nè. À, Christine để gần sát cuticle ha. Xóa giữ 3 giây. Hai gọn lẹ hai. Đó, mình sẽ từ từ và vuốt hai bên ha. Cho nó ngập vào ngay cái phần chính giữa nè. Hi Tammy. Hi bé yêu, khỏe không bé yêu? Hi Lily. Thank you Kippy. Thả tim quá. Thank you nha. Đó, cho Christine có động lực làm nè. Đó, mình vuốt hai bên ha. Khi mà xong cái này á, Christine sẽ cho một lớp bột clear lên ha. Cái này mình không cần thêm cũng được. Đó, nhưng mà Christine muốn thêm một lớp bột mỏng vào nha. Hi Wanda, hi Kim Lê, hi Kim Anna. Thank you anh Đức Cao nha. Bột clear. Christine kiếm bột clear quá. Cái màu này bây giờ cả nhà thấy nó hơi chói đúng không? Nhưng mà lát nữa khi mà mình design everything á thì nó rất là ngọt nha. Hai Johnny, vâng. Hai anh. Christine cho một lớp bột clear vào nha. Thank you anh Johnny. Hi Susanna. Hi Hannah. Hi chị Lily Farm. Đó, Christine sẽ lấy cái độ nhọn của mình ha. Giữ nhọn của mình nha. Đây, thế là mình xong cái phần đắp bột nha.
Bây giờ là Christine sẽ qua cái phần giữa. Thank you, Tammy. Hi, Xin Liu. Hi, Nhi Lê. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái bây giờ là do cái bột của mình nó chưa có khô nha. Tại vì Christine làm có một bên thôi nên nó chưa có khô liền. Mình sẽ đợi một chút xíu nha. Hi Room Lâm. Để Christine có thời gian chào mọi người nha. Hi Casey. Hi anh Huy Quốc Dương. Hi chị Lê Thanh Vân. Hi em mấy chị Hi Mâm. Hi chị Katie Nguyễn. Hi Eric Ho. Khỏe không em? Đây là cái phần bột mà Christine đắp xong ha. Và cái này là cái design ha. Dễ thương quá à. Trong khi chờ đợi, mình phải chờ đợi. Hai chị Coco Trần. Hai Jenny Nguyễn. Hai Liz. Hai Casey. Thank you, Susanna. Hai Linda Nguyễn. Hai Vòng Chui, khỏe không? Thank you, anh Johnny. Tại vì Christine làm có một bên à, nên là Christine phải đợi cho nó khô nha. Hi, I'm Amity. Hi, I'm Smile. Hi, Chris. Còn cái bên này là Christine đắp xong rồi ha. Nên mình phải đợi trong nó, cho nó thêm một chút xíu nữa. Hi, Natalie. Hi, Nico. Mình sẽ qua cái phần vụ ha. Hi Nguyên Phạm, hello, hi. Thank you anh Kevin nha. Mới vô hả, Christine cũng mới làm à. Tại vì đắp bột nhanh quá nên là nó sắp xong rồi. Vì cái design của mình nó hơi tốn thời gian một chút xíu ha. Nên là Christine tranh thủ đắp cái bột cho nó nhanh một chút xíu. Hai chị Trần. Hai chị. Hai Quang Hồ, hai anh. Christine sẽ lấy cái shape cho nó đều lại ha. Hi Chris. Ngày mai hả? Cái chìa khóa xe bên kia. Dạ sao không được chị? Mình sẽ dụi bớt cái phần dưới này nha. Mình dụ bớt ha, mình dụ bớt cái phần bột dư ở phần dưới cái móng của mình nè. Sau đó thì mình sẽ lấy xếp đắp lại nha. Mấy cái hộp bi hay khi đi mấy cái hộp bi nhỏ nhỏ mình nó mua Nail Supply nha. Nail Supply gần nhà, Christine nghĩ là ở đâu nó cũng có nha. Thank you anh Johnny Vân. Hi Chris. Bây giờ là Christine sẽ lấy cái xếp lại cho nó đều ha. Mình sẽ lòn qua đây cho nó tròn lại cái phần cứu điệp của mình nè. Hi Thiên Nguyễn, hi Lisa. Mình lấy xếp sẵn á, mình đắp bột sau đó là mình dụ sơ thôi là cái xếp của mình nó thẳng lại nha. Hai Hồ Long. Hello Alejandra. Mình đừng có sợ cái màu này ha. Cái màu này lên á, màu gì á, Christine thấy nó cũng đẹp hết á. Quan trọng khi mà mình phối màu á.
Hiroshi. Hi em Nguyễn Công Văn. Thank you em. À, bộ này Christine tính theo set ha. Tính theo một set như vậy. Hai chị Lisa ôm. Đó, mình lấy lại cái set cho nó đều nè. Ngón này chưa có khô ha. Là Christine sẽ đợi một chút xíu. Còn những cái ngón khô rồi Christine sẽ dụ cuticle ha. À, chị Lisa không sao ha. Nếu mà chị thích cái like này á, chị có thể là share vào cái page của mình á, share vào cái trang của mình á, là mình có thể từ từ coi nha. Hi Angel. Thank you anh Đức Cao nha. Share dùm Christine nha. Đó, mình vỗ sơ cái phần cái đi cô ha. Khách này đợi ai vậy? Hi Tony, khỏe không em? Cái phần design á là nó hơi tốn một chút xíu thời gian ha. Hello anh Đại. Hello chị Bích Liên Trần. Đó, Christine đang cố gắng làm cho nó nhanh một chút xíu. Hi Vinnie. Hi Thảo Nguyên, thank you. Hi chị Thu Hoài. Chị đợi em chút xíu ha. Để cho khách ra đã rồi em khóa cửa nè. Dạ. Còn ngón này thôi. À, Christine sẽ lấy cho nó ngay lại nha. Hai anh Sang Nguyễn, hai chị Thu Hoài, hai chị Phượng. Bây giờ là mình sẽ dụ ha. Hai Tony Trần, hai Tuấn Anh, hai chị Nguyễn. Đây ha, Christine sẽ đi lại cái phần dụ cuticle ha. Christine sẽ đi từ cái ngay chính giữa nè, sau đó Christine sẽ qua cái phần bên đây trái ha. Khi mà dụ, lúc mà Christine đưa thì cái dụ của mình hơi đứng một chút xíu ha. Sau đó là Christine sẽ xoay ngang như vậy và dụ từ cái phần nối đi lên ha. Nối lên tròn ôm với cái phần này, sau đó là Christine sẽ đưa nằm hơi nghiêng cái cây dụ của mình nè. À. Đó, mình sẽ dụ cho nó cái phần mà cuticle cho nó mỏng xuống nha. Đây ha. Mọi người thấy rõ không? Là cái cuticle của mình lúc đó là nó sẽ không có bị dày và không cao nha. Nếu mà nó bị dày á là khi mà nó rất là dễ lip nha. Đây là cách dụ của Christine ha. Thì mọi người có thể tham khảo. Đó, thế là mình xong ha, cái phần dụ ha. Ok. Không không, chị Mùi về luôn á, em khóa cửa. Tại vì đợi em lâu lắm, em còn design nữa. À, thường là Christine sẽ cho cái người khách rửa tay ha. Rồi sơn. Nhưng mà bây giờ là Christine làm live nên là Christine sẽ không có cho rửa tay. Vì
xin sẽ chỉ sẽ phủi sạch cái phần bụi thôi. Ok. Đó, phủi sạch cái phần bụi ha. Hai chị Vi, Ngọc Nguyễn. Đó, Christine phủi sạch ha. Phủi sạch bụi thôi, sau đó là Christine sẽ design ha. Hai chị Vi, hai On Nail, hai Cindy Lee. Đó, bây giờ là đây ha, Christine design cái đây. Dù rồi khó, muốn gỡ cũng khó nữa. Đây ha. À, không lâu lắm. À, bây giờ là có lẽ là Christine sẽ design trong vòng 30 đến 45 phút. Nếu mà làm live thì nó lâu hơn, còn nếu mà design thường á thì có thể là nó nhanh hơn ha. Vì làm live á thì Christine phải nhìn vô cái phone và sẽ hai mọi người trả lời những câu hỏi nên nó hơi tốn một chút xíu thời gian ha. Bây giờ là Christine sẽ vẽ ha. Christine sẽ hai Quang Hồ, hai Huệ Nguyễn ha, hai chị Mai, hai Jenny. Đây ha, Christine sẽ vẽ những cái giống như cái bên kia như vậy ha. Đây ha, mình sẽ vẽ giống như cái bên này nè ha. Cái màu này á, khi mà mình design á, mình vẽ cái cây dừa á, cũng rất là đẹp ha. Cái màu vàng và màu hồng này nè. Đó, mình sẽ vẽ hai line ha. À, khi mà Christine vẽ thì có thể là không sai hai được mọi người nha, mọi người thông cảm ha. Phải chùi đi và vẽ lại rồi. Cái hai đường không để ý nó. Đúng rồi, vẽ cây dừa là nó rất là đẹp ha. Nhưng mà cái người khách nó không có chịu cây dừa. Ok. Nên là mình sẽ thiết kế một cái design khác ha. Christine có một cây cỏ này thôi. Ok, mọi người thấy rõ không? Đó, mình vẽ ha. Bây giờ là mình tiếp tục đi cái line thứ hai ha. Khi mà mình đi cái line lớn như vậy mình phải lấy đủ cái nước sơn ha. Nếu mà không đủ nước sơn mình phải đi dặm thêm lần hai. Bây giờ mình xong cái line, mình sẽ qua vẽ cái bông ha. Cái khi mà qua cái phần ở trong á, Christine sẽ đi thật là nhỏ nha. Thật là nhịn thôi. Đồng mùa cái. Mình sẽ đi cái bông thật là nhịn thôi nha, không có dày nha. Mình cứ đi cái bông trước ha, sau đó là mình sẽ tính sau. Ok, just relax. Khi mà mình vẽ xong cái cánh bông á, mình nên để vào cái máy nha. Vì á, nhiều khi cái người khách á, nó lỡ đụng á, thì nó chày đi. Và mình phải dụa, mình sẽ phải vẽ lại.
À, đúng rồi, Nguyễn Công Văn nha. Bây giờ là Christine đang vẽ bằng gel chứ không phải bằng vẽ bằng cỏ bảng nha. Insight. À, Christine vẽ cái này là nó chịu rồi nha. Hai Nhật Phạm bữa qua đây ở Dallas quên xin cây cỏ vẽ hả? Dạ, cây cỏ này hả? Christine mang theo mỗi lần đi lớp á. Ok, yeah. Khi mà mình để vào một chút xíu như vậy á, là mình lấy ra ha và tiếp tục vẽ ha. Bây giờ là Christine sẽ vẽ những cái đường line thật là nhỏ thôi, mỏng thôi ha. Mình sẽ không có đi dày những cái đường line này. Và mình sẽ đi thật là mỏng thôi. Mỏng thật mỏng nha. Sau đó là mình sẽ đánh dấu chéo nè. Đó, mình sẽ đi chéo và bắt đầu từ đây ha. Đánh hình caro á, mình sẽ đi caro cho nó ha. Khi mà Christina đi những cái là đường line như vậy á, là cái màu của mình nó giảm bớt ha, và nó trở nên rất là dễ thương, đáng yêu quá. Ok, đồng mùa thế. Và mình sẽ đi những cái đường line nhỏ vào trong cái cánh bông của mình ha. Khi mà cánh bông của mình nó có đi dày quá, mình đi thật là mỏng và mỏng thôi. Christine đang sử dụng cái màu của pastel nha. Cái màu đó nó đậm, nó đủ đậm. Khi mà mình đi nhuyễn như vậy á, là nó vẫn thấy màu ha. Nhưng mà nó không có đậm quá. Mình đi thật là mạnh thôi. Bây giờ mình xong một cánh, một cái ngón tay. Ok, inside. Thank you. So, Christine dùng cái chai hiệu này nha anh Đại. Đây nè, đây là cái chai mà Christine đang dùng nha. Đó. Thank you em. Đúng rồi ha, cái những cái design này á, là mình làm cho khách đó. Đó là thực tế ha. Đó, những cái bộ này mình có thể sử dụng trực tiếp trên cái khách luôn. Ở đây cho Christine xin thông cảm nha. Christine không có muốn trả lời về cái giá cả liên quan tới cái tiền bạc ha. Vì Christine tùy theo mỗi chỗ, nên là Christine cũng không có đưa ra cái giá mà chỗ Christine áp dụng cho mọi người ha. Đúng rồi, gel nha. Đây là cái màu gel nè. So pretty. Mình sẽ cho hai cái bông vào đây ha. Đúng rồi, tùy theo mọi người cho giá ha. Muốn cho bao nhiêu thì cho. Christine sẽ từ chối trả lời về giá cả nha. Ok, insight.
À, Christine sẽ cho cái vào máy một chút xíu nha. Hi Elosa, hi Phan Tony, hi Trần Hồng Phương, hi chị, hi Jenny. Cái chai này mình có thể online ha, mình search trên Google, mình có thể online hoặc tới những cái supply á, là nó có bán nha. Hi Ryan, em khỏe không? Thank you em nha. Ok, next one. Sau đó là mình sẽ... Thank you anh Đức Cao. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục vẽ line nè. Mình sẽ đi thật là mỏng thôi. Đó, đi từ từ nha. Mình sẽ vẽ caro nè. Đi thật là mỏng, thật là mỏng nha. Mình không có đi dài. Cố gắng mỏng chừng nào tốt chừng đó. Đó, đây là những cái design đó, mình có thể áp dụng cho hàng ngày nha. Mình có thể làm hai ngón thôi nếu mà cái người thích, người khách không có thích nhiều. Đó, bây giờ là cô xin sẽ dễ đan xéo lại chúng lại với nhau nè. Đông mua, thank you. À, mình sẽ cố gắng vẽ những cái khoảng cách cho nó đều nhau nha. À, bây giờ là mình xong cái line, mình sẽ vào vẽ vào trong. Thank you Đại, bye bye, good night. À, mình sẽ vẽ vào những cái bông của mình vậy, cái đường line nhỏ thôi. Bây giờ là mình xong ha, mình sẽ cho vào máy. Hi China, hi chị Nguyễn, hi chị Hồng Huệ, hi Kim Trần. À, đúng, à, Christine chỉ dùng duy nhất có một cái cây này để vẽ thôi nha. Vẽ bông, mobile, everything light work bằng cái cây cỏ này. À, cái độ này á là chẳng hạn như Christine cũng có sử dụng những cái cây nhỏ nha. Đó. Nhưng mà Christine là thích nhất cái cây này tại vì nó theo mình lâu quá rồi ha. Hi chị Jenny, Trâm Hoàng, thank you. Bây giờ là mình sẽ qua cái phần đính đá ha. Trước khi đính đá là Christine sẽ sơn mét. Mình sẽ sơn mát, sau đó là mình sẽ đính đá ha. Mình đính đá bằng cái diamond của Chasnail. Đây là Christine sẽ sơn mát ha. Cái leader là Christine cho mát luôn nè. Và cho mát tất cả những ngón tay của mình. Đó, bây giờ ha, cái này á, cái design này mình có thể để matte hoặc là shiny cũng rất là đẹp ha. Đây là shiny ha, nhưng mà khi vào matte thì nó sẽ không có shiny nữa. Ok, insert. Ok, chị sẽ truyền lại cho em nha. Em đợi chị đi, khi nào chị về hưu quá chị truyền lại cho em. Hi Lucy, hi anh Johnny Bùi. Hi Anna, Isabel. Hi anh Nhật Phạm. Tính trộm cây của Christine hả? Tội nghiệp Christine lắm nha. À, Christine có một cây để kiếm cơm thôi đó. Bây giờ là mình sẽ đính đá ha. Đây là những cái đá mà sắp tới là sẽ có trên website Chasnail nha. À, mọi người thông cảm một chút xíu là do
busy quá nên là chưa có update lên cái website được nha. Nhưng mà 1-2 ngày nữa là có thể là sẽ có trên kệ just now. Hi Huy Kim. Ở đây là cô xin sử dụng cái size số 4 nè, số 6, số 8, số 10 và số 12 nha. Và cái viên đá lớn này nữa. Christine cũng hy vọng là cây đó nó không có bị mất. Mà nếu mà nó có bị mất á, thì hy vọng là Christine sẽ kiếm được cây khác để mà thế nha. Vì cái đó là Christine dùng hàng ngày. Ok, bây giờ là mình sẽ chấm diamond nha. Christine sử dụng cái diamond thường thôi. Cái diamond mà mình dán móng á, để chấm glue nha. Để làm cái design của mình. Hai chị Ben Đào. Đó, bây giờ là mình sẽ chấm cái diamond cho cái ngón út chút nè. Vì Christine có mẫu sẵn rồi ha, nên là bây giờ là Christine chỉ chấm lên thôi. Đó, và sử dụng những cái hạt nhỏ nhỏ này. Đây là những cái màu bi ha. Đây là những cái diamond mà Christine sẽ sử dụng. Hi Ken Nguyễn. Bây giờ là Christine sẽ đi cho nó vòng cung ha. Vòng cung cái diamond này trước. Sau đó mình sẽ add vào những cái nhỏ vào. Mọi người có thấy rõ không? Thấy rõ không? Hình như là hơi xa đúng không? Nhưng mà gần quá cũng coi không được. Đó, Christine rất là kiên nhẫn ha. Để chấm từng viên đá vào, từng viên ha, từng viên cái này vào. Vì khi mà mình design muốn cho nó đẹp á, thì mình phải có time ha và có kiên nhẫn. Mình sẽ chấm những cái đá này vào đây ha, xung quanh cái đá lớn này. Thấy không? À, cái xin chấm nó cũng không lâu quá ha. Đó, tôi xin sẽ xem cái bên kia nó dùng cái gì. Vậy là Christine phải dự kiện một chút xíu ha. Khi nào Christine kiếm được cái cây cọ mà nó có chất lượng tốt á, thì là Christine sẽ giới thiệu mọi người ha. Còn bây giờ là Christine chưa có xài qua nên cũng không biết cái nào tốt hay là không tốt nữa, nên là không có dám giới thiệu bậy bạ nha. Thank you Thảo Lê. Bây giờ là mình sẽ gắn ra. Mình sẽ đi từng ngón đi ha. Vì những cái design này là Christine cũng có mẫu rồi. Cái một bên tay kia ha. Đó, Christine sẽ đi cho cái ngón này luôn nè. Đó, mình sẽ cho hai viên vào đây thôi. Và Christine sử dụng cái diamond số 4 nha. Đó, cho hai bên nhỏ lại. Cái viên lớn mà Christine đang dùng là số 12 nha. Nên khi mà mình có đủ size á, thì mình design á, nó dễ dàng hơn nè. Đúng không? Size gì mình cũng có. Bye em Nguyễn Công Văn. Ok, em đi nghỉ nha. Mình sẽ cho cái ngón này luôn ha. Cái hộp lớn là số 12 nha. Cái hộp lớn là số 12 nè. Đó, thì xin cho hai cái ngón này nó giống nhau nha. Thì xin sử dụng cái màu số 12. Và hai bên là thì xin sử dụng cái size số 4 nha. Đây là cái size số 4 nè. Christine sử dụng cái keo dán móng thôi. Dán móng mà Christine hay dùng nha. Trong những cái like trước mà Christine có hướng dẫn rồi đó. Mình sẽ chấm từng ngón.
mình sẽ nhúng vào cái cái glue, sau đó mình sẽ đưa vào cái móng nha. Hi Jennifer. Jennifer, so I use this one glue, okay? This kind of glue today. Yeah, this one, KDS. The name. Đừng có bỏ nghề nha. À, khi mà anh Đức Cao bỏ nghề cái là Christine buồn lắm đó. Hy vọng là Christine chia sẻ được những cái design này ha cho mọi người ha. Đây là những cái design thực tế mà cái người khách muốn làm. Nhiều khi cái người khách đó là nó không có muốn 10 ngón, nhưng mà mình có thể là design 2 ngón nha. Giống như cái diamond như vậy đó, là cái design á, thì tùy theo mỗi khu vực mình có thể lấy giá từ 15, 20, 25 ha. Và mình người khách là có thể design 2 ngón này với những cái 2 ngón thôi, không cần nhiều. Và những cái vẽ này là người khách nó muốn 2 ngón thôi mình có thể ha. À, cái này là Christine để cái glue nha. Christine đang chấm cái glue nha, chứ không phải để keo hay là gì hết. Đang chấm từng viên ha, nhấc từng viên và thả vào. À, cây viết chấm diamond, cây chấm diamond này là trên website Just Nail có nha. Gọi là cây chấm bi hay là gọi là diamond tooth gì đó. Christine sử dụng cái cây này để mà chấm glue nha, chấm diamond và nhúng vào cái glue mình có nha. Ok, Christine sẽ chấm cho mọi người thấy ha. Đó, đưa lên cao chút xíu nè. Đây là cái tờ giấy. Và Christine để một chút xíu, một giọt glue vào đây. Ok. Đây ha, Christine nhấc và chấm vô cái glue ha. Sau đó là mình thả vào cái móng nha. Mọi người thấy không? Thấy ha. Đây là cái diamond mà Christine nhấc rồi, thấy không? Nhỏ nhỏ thôi. Sau đó là Christine nhúng vào đây một chút xíu nè. Thấy chưa? Đó. Sau đó là Christine thả vào đây nha. Chưa? Đúng không? Ok, bây giờ là Christine sẽ tiếp tục ha. Và những cái này là vẫn tiếp tục như vậy ha. Christine sẽ nhúng vào cái glue và thả vào ha. Từng viên ha. Trong cái design này có thể là cả trăm viên ha. Có thể là hơn thế nữa. Nhưng mà mình sẽ làm được ha. Từ từ thôi. Đây lộn ngón rồi. Vì cái design này Christine sơn mát ha, nên là Christine sẽ không có sử dụng cái gummy gel để mà đính đá. Christine sẽ sử dụng cái glue và chấm từng viên vào đây ha. Mọi người thấy không? Cái glue này nó khô nhanh lắm, khi mà mình nhấc và thả vào là nó sẽ khô nha. Bây giờ là mình sẽ gắn cái viên đá lớn vào nha. Cái viên đá đây ha Christine, là cái cây này là mình có thể nhấc được cái viên đá lớn. Sau đó Christine cũng nhúng vào cái glue ha. Sau đó mình sẽ thả vào đây nè. Và phần dưới này là Christine sẽ cho cái một số một cái diamond số 12 vào cái dưới cái diamond nha. Sau đó là Christine sẽ chấm từng viên cái màu gold nè và thả vào đây ha. Từng viên thả vào. Sau đó xong cái ngón này là mình sẽ xong cái bộ design ha. Mình sẽ kiên nhẫn và làm nốt cái phần còn lại ha. Đây là cái trang trí cho cái bộ design của mình thêm lung linh.
Sao nó không dính? Sao nó không dính nha? Tối rồi nha. Dính đi nha. Hình như là nó không có trúng cái viên bi đó. Glue hiệu KDS ha, cô xin để vào đây ha. Sắp tới thì Just Nails cũng sẽ có cái glue rất là khô nhanh ha, hiệu này nè. Hi Lisa. Đây là cái hiệu mà cô xin đưa cho mọi người thấy ha. Hiện tại là cô xin đang xài cái hiệu đó ha. Mình sẽ chấm từng viên và thả vào nha. Hi Jennifer, hi Melissa. Tối hay sao đi? Mình sẽ lấy thêm glue ha. Oh, more finish. Chấm những cái viên bi này á là nó đòi hỏi là tốn thời gian nhiều một chút xíu ha. Nhưng mà cái design của mình khi mà xong á thì nó sẽ đẹp hơn. Tùy theo cái design ha, có những cái design mình không nhất thiết là sử dụng cái này. Và có những cái người khách á là nó sẽ không có làm cái này ha, vì những cái viên bi này á nó rất là dễ xúc ha. Nó sẽ được một thời gian rất là ngắn thôi. Đó, mình sẽ đi vòng cái vòng xoay vòng cái diamond ha. Và mình sẽ đi ngược hướng ngược lại nè. Khi mà Christine làm line á thì cái design nó hơi lâu ha. Còn nếu mà mình không có làm line và không cần nói á thì mình tập trung á thì nó làm rất là nhanh, thì trong vòng 1 tiếng 30 phút ha. Còn nếu mà làm line á thì là Christine sẽ hơi lâu ha, xin phép là khoảng 2 tiếng rưỡi. Cái thời gian của mình nó sẽ lâu hơn vì khi mà mình làm line là Christine không có làm liên tục và sẽ dừng và nhìn cái điện thoại và nói. Sau đó mình sẽ bọc cái xung quanh cái viên này ha. Mình sẽ đi từng viên ha. Thank you anh Đức Cao nha, chị có xem like Christine, thank you nhiều. Glue này rất là chắc ha. Là cái người khách khi mà Christine làm á là sau 2-3 tuần á vẫn còn ha. Vì cái design này Christine sơn matte nên là Christine không có muốn sử dụng cái gummy gel. Nên là mình sẽ có một cái phương pháp khác là chấm từng viên ha. Chấm từng viên. Đó, bây giờ là mình xong ha. Mình sẽ cho thêm 2 viên đó. Hai bright white, hai cái này thì mình sẽ cho cái size số 8 ha, size số 8 và size số 3. Đây là cái size số 8 ha và cái size số 3 number 3 vậy, size số 4 chứ. Đây là cái size số 4 nhỏ nhất nè. Đó. Thấy không? Đây là cái design mình hoàn chỉnh ha. Hai Jay Trương, hai em khỏe không? Hi Kimberly. Đây là mình sẽ đi cái ngón cái, mình sẽ đi thật là đơn giản thôi ha. Mình sẽ đi rất là đơn giản thôi.
vì cái ngón ngón cái là cái người khách làm rất là nhiều ha, mình không có cần design gì phức tạp. Đó, mình sẽ cho cái ngón này nó hơi đơn giản một chút xíu. Hi Jay, sắp được rồi, còn một ngón nữa nha, thank you. Đó, cô xin sẽ cố gắng làm cho nó thật là mau, vì người khách nó cũng rất là lâu rồi. À, nhưng mà muốn đẹp thì mình phải chịu khó ha, từ từ nha. Nên là một ngày á, cô xin làm khoảng 5 người khách là hết ngày rồi. Nếu mà làm live nữa là cô xin sẽ về cái giờ này ha, rất là tối. Vì cái người khách cuối cùng á, mình mới có thời gian làm live. Còn những người khách sớm á, thì mình phải làm cho nó nhanh ha. Làm cho nó nhanh và đón đón các khách kế tiếp nữa, nên là không có thời gian live nếu mà có design nhiều. Bây giờ là mình sẽ cho hai cái viên diamond ha, hai cái viên diamond hai bên. Như vậy thôi ha. Đó. Thế là mình xong cái design. Thank you Ophelia. Thank you so much. Bây giờ là mình sẽ đóng những cái diamond này lại nha, để mà mình qua cái phần qua cái phần chỉnh sửa một chút xíu, vì có những cái hai Linh Mỹ, thank you. Anh Đức Cao vui quá à. Cái ngón cái thì mình sẽ cho nó một chút xíu mét ha, vì hình như hồi nãy là Christine không có sơn cái này hay sao ấy. Cái inside. Hoa hồ quay lại. Đây là khi mà mình làm live mình sẽ xin phép cái người khách trước nha, vì nhiều khi cái người khách đó nó không có thời gian. Nên là tuy là có nhiều cái bộ design rất là đẹp nhưng mà Christine sẽ không có like ha. Cái người khách nó có thì khi mà cái người khách đó nó đồng ý á, mình mới làm like ha. Mình nhiều khách nó không có thích, nó không có thời gian. Vì làm like mình sẽ tốn thêm cái thời gian và người ta sẽ không có thời gian cho mình. Hi Mỹ Linh, khỏe không em? Bây giờ là Christine sẽ cho cái phần dầu vào ha. Hai hoa hồ, cái diamond mà Christine đang sử dụng là cái Chanel có sản phẩm rồi nha, nhưng mà chưa có thời gian up lên website cho mọi người thôi. Đó, cả nhà thông cảm nha. Đó, Christine sẽ đánh cái website cho ha. Sắp tới chắc 1-2 ngày nữa là mình sẽ có cái diamond này. Vì Christine biết là nó có rồi ha, vì là Christine đã có sample, nhưng mà chắc busy quá nên là chưa có up lên nha. Đây ha, Christine xong rồi ha. Bây giờ là để dầu và chụp hình. Okay, move a little bit. Okay, so we done. We do the picture. Đây ha, mọi người có thể xem cái khi mà cái sản phẩm mà Christine hoàn chỉnh ha. Okay, you don't touch, okay? À, Christine sẽ để tay cái sắp xếp cái tay của người mẫu cho mọi người thấy nha. Ok, cô xin xoay lại cái camera ha. Đây là cái bộ nail mà Christine mới làm xong nha. Thank you cả nhà ha, màu rất là ngọt ha. Màu Christine sử dụng là cái màu của Just Nail. Hy vọng là mọi người sẽ thích nha. Ok, thank you mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon nha.
Và hẹn gặp lại trên những cái like lần sau ha. Ok, bye bye.